Đây nha các bạn nha. Đây là khâu là làm bún đây các bạn đây. Đấy. Hơi cứng nhiều. Cái này hơi cứng phải không? Để khá lâu rồi. À, đấy. Đây là khâu làm bún, tự làm bún của người dân tộc. Ôi, hơi bật. Đấy. Cái này nó bị tuột các bạn này. Từ từ. Cứng quá bỏ ra lấy khác thế nào. Đấy các bạn nhé, thì hôm nay là ngày rằm tháng 7. Thì nhà anh chị này là người dân tộc Nùng. Anh chị khá đang làm bún đấy các bạn nhá. Chào các bạn nhé. Thì hôm nay là ngày 13 tháng 7. Thì ngày mai là ngày 14, là ngày rằm tháng 7 các bạn ạ. Thì hôm nay tôi đang có mặt ở huyện Bình Gia, thôn Nà Làng, xã Tô Hiệu. Thì hôm nay là tôi đến một nhà của ông anh là người dân tộc Nùng. Thì hôm nay là ông anh là tự làm bún các bạn ạ. Thì tôi sẽ đi quay cách làm bún của người dân tộc Nùng để cho các bạn xem. Thực sự là người dân tộc khi họ làm bún ấy, thì họ làm rất là tự nhiên, không có một vấn đề gọi gì mình cho những cái thực phẩm như hàn the hay gì hết. Thì hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn là cách của người dân tộc họ làm bún ăn rằm ngày 14 tháng 7 các bạn nhé. Đây. Đây nha bà nha, đây là đây. Đầu tiên là chị đây, chị cái đây là bột đó, là chị. Bột gạo tẻ các bạn nhá, đây. Để họ làm bún thì họ sẽ khắc từ xay bột gạo tẻ chị nhờ. Mình khắc từ xay à? Đấy. Là bột này họ khắc từ xay ra, họ bây giờ họ đang ép khô nước rồi các bạn nhá. Đây bột gạo, bột chuẩn bị làm bún đây các bạn nhá. Đấy, bây giờ chờ cái nước sôi thì sẽ mang ra để làm bún cho các bạn xem. Dưới này để tí nó đỡ dính xuống cái lạp cái khung này. Đấy các bạn nhá, bây giờ mình phải đi nấu cái bột trước, bột cho chín đấy các bạn nhá. Đây theo chân băng này. Cái này cả. Cái nó nguyệt rồi. Đây. Bây giờ tôi sẽ thả xuống cái nồi này để nấu khoảng 15 phút là nó chín. Đấy các bạn, bác đậy vung nó xuống. À đấy. Cho lửa vào. 15 phút sau là mang đi rán. À đấy. Đây là chúng ta phải nấu cái bột cho nó chín đi. Thì giá xong là mình lại mang về đặt nặng nó thành cái khuôn. Vâng, đấy các bạn nha, 15 phút nữa là chín. Đây các bạn nha, cái bột này khi được nấu chín rồi các bạn này, thì chúng ta bây giờ bắt đầu phải mang lên trên cái cối để giá các bạn nhá. Đấy. À, chúng ta phải cho lên cối giá. Đây này các bạn này. Đấy, bây giờ còn phải chúng ta còn phải giá cái bột này ra nữa nha các bạn nhá. Thì để làm được những sợi bún mà tự mình tay mình làm ấy, ngon ấy, thì thật sự là trải qua rất nhiều công đoạn.
Nhưng theo phong tục tập quán của người dân tộc ấy, thì ngày 14 này thì ngày rằm thì mọi người cũng tự tay khắc làm bún ăn cho nó ngon. Thật ra là bún mình tự làm thì ăn rất là ngon các bạn ạ. Đây là công đoạn giá. Một lát sau đến công đoạn khác thì tôi sẽ lại quay lại cho các bạn xem. Đây các bạn nhé, đây vừa mới giá xong được một mẻ thôi các bạn nhé, đây này. Đấy, tôi mang về để cho anh này, anh ấy làm mẻ bún đầu tiên. Được, nặn khá lâu, đợi nước xuôi. À, đấy còn nặn nữa thì, đây giới thiệu anh em các bạn nhé. Đây là cái khuôn làm bún như này. Đấy. Đấy, cái này, cái khuôn làm bún như đây. Mình nặn thành hôn. À. Còn bằng cái đây này, cái gọi là cái piston của nó, đẩy nó xuống ép, thế là bún chui lên đấy. À, đấy. Đây. Đây, con làm bún luôn. Đây như này. Đấy. Cái này là bằng làm bằng gỗ này các bạn này. Một cây gỗ. Khuôn để ép ấy. Thì đây. Theo cái thành cái tối quá các bạn không nhìn thấy này, thành cái lỗ đây này, cái xa xa đấy, tí nữa thì thật ra tí nữa làm đến đâu thì tôi quay đến đấy các bạn nhìn nó sẽ được rõ ràng hơn. Nhưng bây giờ đấy, thả xuống này, ép xuống này, nước đây này các bạn này, đây đây là cái khuôn ép bún đây, thì bún tự tay khắc tự làm đây các bạn nhá. Thì em làm này ngày rằm thì anh này anh khắc làm bún để ăn rằm. Thì bây giờ sẽ quay lại cái làm bún cho các bạn xem. Cái này làm thủ công. Đúng rồi. Đây là làm bún thủ công các bạn nhá. Đây đây có nồi nước sôi này, tí ép bún là sẽ xuống cái nồi nước sôi luôn các bạn ạ. Mới vớt ra. Thật sự là làm bún nghề thủ công là cực kỳ vất vả các bạn ạ. Đây, bột, lá bột này các bạn này. Còn nói thật chứ thực sự là mình làm bún ngày rằm này mình làm để ăn cho nó ngon thôi. Còn cái công sức làm để được một bát bún thì thực sự là rất là vất vả. Hiện tại là cái dây thép để ép bún là nó bị tuột ra. Anh đang sửa lại. Tao quá không? Cái khả năng là cái dây hơi dài ạ. Buộc lại, khá buộc lại, buộc lại. Dây dài quá. Buộc lại, buộc lại. Đi. Đi khẩu à? Xong sâu một tí nữa ạ. Và cái dây này xuống sâu khoảng tí nữa nó để vào tầm đấy. Cứng. Cứng quá. Cái này cái dây phanh xe máy. Ừ.
Một cân bún nó chỉ 10.000 thôi, nhưng mà nó ăn nó không bao giờ ngon được như mình làm thủ công. Làm thủ công này thật sự là mất rất nhiều công sức để làm. Đây các bạn xem này, quy trình làm bún đấy các bạn này. Đấy, dưới này là cái nồi nước sôi nhé các bạn nhé. Đấy, bắt đầu mới ép vào xuống các bạn này. Đấy, bắt đầu này. Đấy, bắt đầu ra những sợi bún này các bạn này. Nướng lên tí. Đấy. Đấy, bắt đầu mới ra những sợi bún này. Đây, hai người đang ép cái này xuống các bạn này, thấy chưa? Đấy. Cực kỳ là mất công các bạn ạ. Không phải đơn giản là chúng ta khi ăn mắt bún cho nó khen ngon, nhưng mà làm thì vất vả lắm. Đấy chưa? Đấy. Đấy. Đây là đánh đu này. Đấy. Đây, những sợi bún ra đây các bạn nhá. Thấy đẹp chưa? Đấy. Đấy. Cái sợi bún rất là to, nó so với cái sợi bún ở mua ở ngoài chợ thì nó to hơn sợi bún đấy nhiều. Mình tự làm bún này mình không cho chất bảo quản hàn the hay là một chất bảo quản gì khác, cho nên là để rất là được lâu các bạn nhé. Có thể để một tuần được, không bị thiêu. Mua ở chợ thì các bạn để ngày hôm trước, ngày hôm sau thì nó đã có mùi rồi. Chua. Đúng rồi. Đấy. Đây, xe xong một mẻ bún rồi các bạn ạ. Đấy, quy trình của cách làm bún nó chỉ vậy thôi các bạn nhá. Nhưng mà hôm nay tôi chỉ chia sẻ cho các bạn là cách làm bún của người dân tộc là khâu đoạn là ép bún thôi. Đấy, nhìn chỉ mỗi khâu đoạn là ép bún thì các bạn đã thấy là vất vả rồi nhá, chứ đừng nói là khâu các khâu trước là giá gạo rồi thì giá nó mất rất nhiều thời gian các bạn ạ. Đây, hiện tại đây anh đã ép được 2-3 mẻ bún rồi đây này. Đấy, bún sợi to các bạn này. Đấy. Thôi, Nguyễn Lợi TV xin kính chào các bạn này. Thì hôm nay chia sẻ cho các bạn cái cách ép bún thủ công, công đoạn nó chỉ như vậy thôi. Thì cảm ơn bạn xem video nhé.